Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến anh em một cái cách để chúng ta cài đặt cái vang số làm sao để có được cái tiếng mic với cái tiếng nhạc hay nhất có thể. Và đặc biệt là ở chỗ là em đang có một số anh em đang comment bình luận mà cũng có một vài những cái sự cố mà đang gặp phải. Đó chính là khi chúng ta setup nó bị nhầm, setup nó bị nhầm và bị cái hiện tượng là khi chúng ta alo cái tiếng mic lên thì tự nhiên cái tiếng nhạc nó bị nhỏ xuống. Thế thì những cái trường hợp như vậy thì đại đa phần là do chúng ta bị setup sai chứ không phải là do con vang bị lỗi phần cứng đâu nhá. Thì cái đấy nó là một cái tính năng của phần mềm, không liên quan đến phần cứng, thì anh em cũng sẽ không mang đi sửa phần cứng. Anh em nhớ lưu ý như vậy nhá. Thế thì cái vấn đề như vậy thì thực ra nó là một cái tính năng của sản phẩm. Khi nó là một cái tính năng thì nó lại rất là hay. Chúng ta cân chỉnh tốt và đúng và đủ thì nó làm cho cái tiếng mic của chúng ta nó luôn luôn nổi hơn so với cái tiếng nhạc. Thế nhưng khi chúng ta cân chỉnh không tốt thì tự nhiên nó lại làm chìm cái tiếng nhạc quá thì nó sẽ thành không hay. Nó thành không hay thì bây giờ em và anh em chúng ta sẽ cùng tiến lại gần hơn để chúng ta cùng đi chúng ta xem cái đấy nó ở cái phần nào trong con vang. Với hầu hết tất cả những con vang số bây giờ đều có cái tính năng này nhá, anh em lưu ý nhá. Kế tiếp nữa thì ngày hôm nay em rất là chân thành, chú ở Tây Ninh, chú ở Tây Ninh đây ạ. Chú đã có tin tưởng và gửi ra cho bên em cái sản phẩm, đó chính là cái dòng con vang Hugo V6. Chú Trần Thành Linh ở Phước An, Phước Ninh, Dương mấy đấy ạ, Dương Châu hay gì đấy, Tây Ninh ạ. Có số điện thoại là 0972661532. Rất là chân thành cảm ơn anh em đã có tin tưởng, đặc biệt là chú đã có tin tưởng. Và thực ra thì chú gọi cho em, chú cũng bảo rằng là chú đang có một con Hugo V6 nó đang bị lóe màn hình. Thì em bảo là có thể là em sẽ bán màn hình cho chú và chú về chú có thể nhờ anh em kỹ thuật ở trong đó người ta thay cho. Tuy nhiên là chú vẫn sử dụng và lựa chọn cái phương án là tin tưởng vào cái kỹ thuật của bên TMX chúng em và đã có gửi cái con vang ra để bên em hỗ trợ xử lý cho chú cái về cái vấn đề màn hình. Quay trở lại vấn đề chính thì mời anh em chúng ta sẽ cùng tiến lại gần hơn. Đây là cái con vang và em đang sử dụng cái con mic GA6 nha anh em nhé. Anh em nào thích GA thì cứ ok đi. Đây là cái dòng sản phẩm, cái mic GA6 của Việt KTV, sản phẩm chính hãng. Và đây là cái mic mà cái vang mà bên em đã có thay màn hình cho chú rồi. Nên là nó sẽ rất là nét, chữ nó rất là nét luôn. Nó không bị lòe hay lòe màn hình đâu ạ. Đây là nó đang bị bóng ngược sáng, giống như cái màn của Việt KTV này nó đang bóng ngược sáng đấy. Quay trở lại vấn đề chính luôn là chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao nó lại bị như vậy thì ở đây nhá. Em sẽ để anh em thấy luôn. Và anh em nếu thấy mà chúng ta đang thấy thì chúng ta đang bị gặp cái hiện tượng như vậy thì anh em có thể chúng ta sử dụng cái phương án này của em và để chúng ta xử lý cái hệ thống của mình cho nó tốt hơn. Và đương nhiên là thấy video hữu ích thì có thể like và chia sẻ giúp em, và đặc biệt là hãy đăng ký kênh. Và nếu như có nhu cầu muốn mua những cái sản phẩm karaoke chính hãng thì hoàn toàn có thể liên hệ với em qua số điện thoại này. Đây nha, mọi người sẽ bị cái hiện tượng như này này. Em sẽ tăng nhạc lên để anh em thấy này. Khi chúng ta nói với mic, chúng ta nói mic thì rõ ràng là nhạc và mic cũng đang có. Thế nhưng mà khi em dừng cái mic lại, anh em sẽ nghe thấy cái nhạc nó sẽ to dần lên. Đấy, nó sẽ to dần lên. Anh em thấy không? Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đặc biệt. Đấy, đây. Đặc biệt là khi mà chúng ta để cái mic nó càng to thì cái hiện tượng đấy nó lại càng rõ ràng. Đấy, nhạc nó sẽ to lên. Cái nhạc nó sẽ to lên. Anh em thấy không? Chúng ta nói thì cái nhạc nó sẽ nhỏ xuống. Đó thì thực ra cái hiện tượng như vậy ấy, nó là ở cái chế độ com, cái chế độ nén tiếng của cái con vang. Vậy thì khi nó bị nén tiếng như vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào và chúng ta sẽ cân chỉnh như thế nào? Em sẽ để lại gần hơn để chúng ta sẽ thấy ra. Rõ ràng là như vậy, nó là một cái tính năng cực kỳ hay để chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta làm cho nó nổi cái tiếng mic của mình lên. Thế tuy nhiên là nếu như mà nổi cái tiếng mic của mình lên như vậy thì em đang thấy rằng là chúng ta đang có một cái mặt trái là nó sẽ làm cho cái tiếng của chúng ta bị nén nhiều quá. Thực ra đấy là do anh em chúng ta cân chỉnh cái phần nén tiếng nó chưa tốt. Khi nén nhiều quá như vậy thì anh em sẽ thấy nó rất là khó chịu và âm thanh hát nó sẽ rất là bí. Và đấy cũng là lý do vì sao mà tại sao anh em bảo là chúng ta hát cái tiếng mic nó không tơi, nó không rõ, nó không nét là ở chỗ đó. Thế để làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là loa nào thì chúng ta sẽ can thiệp và quan tâm đến ở cái phần đó. Thí dụ như đối với loa full, giả sử như anh em đang cắm cái loa này, chúng ta đang cắm vào main chẳng hạn, thì anh em sẽ can thiệp vào phần main cho em. Chúng ta ấn phần main. Đối với riêng Hugo V6 hoặc đối với hầu hết tất cả những con vang khác thì anh em sẽ quan tâm đến cái phần limit và phần com cho em. Còn riêng với Hugo V6 chúng ta can thiệp bằng tay thì chúng ta sẽ ấn 2 lần, 3 lần đến cái mục main setup và có cái mục AT45 này này. Em sẽ để to hơn một chút để anh em nhìn thấy cụ thể nhé. Đấy. Đó. Cái AT tức là cái này thực ra trong ngôn ngữ tiếng Anh thì nó là viết tắt của Active Time, tức là quá trình bắt đầu thực hiện nén tiếng, nhé. Đó. Và cái ratio này là cái tỷ lệ nén tiếng, tức là cái ratio này càng cao thì chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ nén nó sẽ càng nhiều và cái hiện tượng đấy nó sẽ càng rõ. Đó. Và cái ở dưới này là limit hay limited, hay nói một cái khác nó chính là phần com, là cái ngưỡng âm lượng. Thì đây mới là cái mấu chốt này này. Tất cả những cái thông số này anh em có thể để mặc định một chút cũng được, không sao. Thế tuy nhiên là cái mấu chốt là ở cái phần này. Thế vậy thì làm sao để chúng ta can thiệp cái phần này thật tốt? Thì anh em sẽ để cái mic gần miệng và chúng ta alo thật lớn lên. Và anh em sẽ can thiệp làm sao để cho nó không bị vỡ tiếng. Thí dụ em sẽ làm như sau. Em sẽ bật mic lên. Nếu bình thường như này thì nó sẽ rất là to lên. Anh em thấy không? Alo lớn nó sẽ rè, tiếng. Thế nhưng khi chúng ta can thiệp thì chúng ta giả sử chúng ta sống 20 trừ 20 decibel này chẳng hạn. Lên, tức là nó sẽ không to lên được, không to lên được luôn. Thì như vậy là nếu anh em để như này trừ 20 này chúng ta hát lớn nên rõ ràng chúng ta đang hát rất lớn. Thế nhưng mà lại bị ghim cái tiếng của mình xuống. Thế thì vậy thông thường thì anh em sẽ phải để tăng dần lên. Lên 1, 2, 3, 4, 5, tức là lên những nốt cao. Lên những nốt cao mà vẫn phải rõ. Sau khi lên như vậy rồi mà chúng ta sẽ cân đối với nhạc. Nó còn nếu không thì anh em có thể đặt nó ở ngưỡng 0 decibel nhá, 0 decibel là chuẩn nhất. Còn nếu không thì chúng ta có thể đặt ở trừ 5 decibel. Nhưng lưu ý là không được đặt dưới trừ 10 và trừ 15 nhé. Nó sẽ làm cho cái tiếng mic và cái bị cái hiện tượng như lúc nãy. Đấy là một vài những cái chia sẻ rất là thực mà có lẽ rằng ít anh em chia sẻ đến cái phần này ở trên mạng. Và chia sẻ để như vậy thì anh em sẽ thấy rằng là nó rất hiệu quả nếu như chúng ta nắm được cái phần này. Thì đấy là cái thông số của cái phần này. Chúng ta sẽ phải thử mic bằng cái bộ karaoke thực tế của chúng ta ở nhà để chúng ta thử, và chúng ta sẽ cân chỉnh làm sao cho thật tốt. Và thông thường thì chúng em sẽ có thể can thiệp để ở trừ 5. Tức là nôm na là cái phần com này là để chúng ta đảm bảo được rằng là có những anh em hát rất lớn và hát rất to nhưng không bị vỡ tiếng và không bị rè, và đảm bảo hệ thống loa của chúng ta không bị cháy, không bị vỡ, không bị hỏng loa. Nó có những anh em alo phát nó rung hết cả loa tụt, có những thập sĩ là có những anh em giọng rất là lực tụt cả màng loa ra ngoài, đó là điều bình thường luôn. Đó. Rồi tiếp tục là cái phần release time này. Thì nó là cái mục bắt đầu khi mà thực hiện nén tiếng xong rồi thì chúng ta sẽ can thiệp đến cái phần đó, là cái phần bắt đầu khi mà nén tiếng rồi. Thì khi mà tín hiệu mà nó xuống dưới cái tín hiệu mà chúng ta nén tiếng thì bắt đầu thực hiện trả về, nôm na là thời gian trả lại trạng thái mặc định của tín hiệu. Thì cái đó anh em có thể để mặc định theo nhà sản xuất đều ok. Thì sau khi mà cài đặt xong rồi anh em thử mà chúng ta thấy ngon lành rồi thì hoàn toàn anh em có thể lưu nó lại bằng cách là ấn server. Thì tùy từng con vang mà anh em sẽ ấn server khác nhau. Tuy nhiên là đối với con vang của đây thì em sẽ giảm nhỏ âm lượng xuống và em sẽ thực hiện ấn server 2 lần và ấn xoay cái này nó thành yết. Vừa rồi là một vài những cái chia sẻ rất là thực tế mà Audio TMX muốn dành cho mọi người. Anh em nếu có nhu cầu mua những cái sản phẩm karaoke chính hãng thì hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua các số điện thoại đang có trên hình ảnh. Và nếu thấy video này hiệu quả và phù hợp và đúng với những cái nhu cầu mà anh em đang cần và chúng ta chỉnh chúng ta thấy hiệu quả thì được tiếc hãy tặng cho Audio TMX một like. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip lần sau. Và anh em lưu ý nhé, mic GA6 của Việt KTV là chuyên trị cho tất cả những đôi loa khó tính mà hát không lên được lời. Thì gặp GA6 là ok nha anh em nhé. Chân thành cảm ơn mọi người.